Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một cái sự kiện cho clan của mình, clan F.A Channel clan F.A Channel server miền Nam 1 anh em. Thì clan mình thành lập nó khá là lâu rồi, 3-4 tháng rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với series event của clan. Tạo phòng nào, tự do, đấu đơn và đặt bát luôn, nhanh lên, không lại anh em vào tràn luôn đấy, 67. Vâng, như mình vừa tạo phòng xong thì đã có nhiều thanh niên bơi vào rồi. Mình sẽ chấp nhận hết. Rồi, mình sẽ đặt bát ở đây là 67 nha anh em. Thì luật chơi của chế độ này sẽ như thế này. Luật chơi của chế độ này sẽ như thế này nhá. Anh em cứ việc dí một mình thôi, 67. Anh em cứ việc dí một mình thôi, cầm dao giết anh em nào cái được nhiều mình nhiều mạng nhất thì sẽ được một cái gift code hoặc là một cái gift code từ mình, hoặc là một cái coder, một cái cạc 50.000. Nói chung là tiền bạc không quan trọng, quan trọng là vui thôi. Ok, anh em nhớ luật nhé. Khoan, SS mình kiểm tra nữa. Ok, như vậy là đã full rồi. Chúng ta sẽ chưa SS đâu, chúng ta sẽ kiểm tra xem là những thanh niên này có làm đủ các bước của mình đưa ra không. Đó chính là những cái thanh niên này sẽ dùng dao găm, còn mình là sử dụng phớ rồng, và mình sẽ gọi là nhập vai vào luôn, là một trong những thằng này đấy. Thằng nào tìm được mình thì chém, không tìm được mình chém lại thì chết, bỏ xứ. Chém chết thì thôi. Khuyết nhiều mạng nhất thì sẽ có một cái gọi là phần thưởng cho bạn thất bại, đó chính là phải cống hiến cho clan. Vậy bạn này là sử dụng dao gôn là không được đó nha, không chơi dìu gôn, dao găm hết, không chơi dìu gôn nha anh em. Chúng ta không chơi dìu gôn ở đây. Ok, thì không biết thanh niên nào đang gọi là lạm dụng quyền lực ở đây, nhưng mà mình khá là ức chế những thanh niên kiểu lạm dụng quyền lực như thế. Mình sẽ xem ở đây nào. Dao găm hết rồi, quấy thôi. Xin lỗi bạn gì đấy, nhưng mà mình không kích nhá. Một trong ba thằng hội viên đang lạm dụng quyền lực. Ok, chúng ta có một cái sự hối lộ ở đây. Nói chung là bây giờ thì mình chỉ việc núp thấm du vậy cả. Mới vào thanh niên này súng máu đấy, mày chết. Chưa gì đã biết được mình vị trí của mình rồi. Éo chạy. Cú ra. Ngu gì đứng đấy cho thanh niên này à? Chém mày à. Ngu người. Đây này, anh đây đấy. Mày chết. Đá con gà. Ở vãi hàng thật. Mới vào chưa gì đã vậy, ba thanh niên dí rồi, nhưng mà không. Uầy, đông vãi này. Cứ tầm không bị giết bằng được, nhưng mà lại tự sát. Đáng lòng thế không biết. Quá đáng mề luôn. Rồi mình sẽ xem là mình hồi sinh ở đâu nào. Mình sẽ được sử dụng lựu đạn và dao, còn mà các thanh niên còn lại thì không, chỉ trực sử dụng dao cam thôi. Chưa có thanh niên nào cái được mình. Nếu mà gần chết thì mình sẽ quăng lựu đạn cho tử, thế cho nó trách. Lên đây, thanh niên gà này, 2 kill. Uầy. Bắt đầu các thanh niên bàn chiến thuật các bạn này. Các bạn thanh niên bắt đầu bàn chiến thuật là đi chung. Thế để chơi là cái được mình nhiều hơn đấy. Hay lắm. Nhưng mà bây giờ mình thằng tốt vẫn là mình, 5 kill cơ mà. Ôi, chạy nhảy các kiểu à. Tuổi gì. Các chú tuổi gì mà đòi ăn cạc của anh. Đây này. Mày chết. Uầy. Chết luôn, 4 kill rồi. Mình gần chết rồi, tự sát. À. Chúc mừng. Vãi thanh niên. Không chơi được mình phát nào luôn. Tại vì mình chơi quá thông. Quá nhọ, biệt đội siêu nhọ rồi. Ăn cạc của anh đâu phải dễ. Đây luôn. Ui à, có bị nện rồi. Ui vai, bọng khói. Chạy. Ui có hàng tự tử nữa kìa. Ui chết rồi. Tự tử. Tèo. Cái gần chết rồi mình chơi hát như này. Đố thanh niên nào chơi được mình. Không bom. Anh em không bom. Vì là lực lượng quá đông rồi còn chơi bom nữa thì mình bó tay ấy. Mỗi thằng ném một quả thôi cũng đủ rồi, nhưng mình hơi thốn máu. Đây mình bắt đầu. Ôi. Không biết là anh em đã biết mình ở đây chưa. Nhưng mà kệ đi, chạy vào cái này. Giả bộ ngu ngơ, mặc dù bị ăn máu rồi đấy. À, lính bom, kill đầu tiên các mày. Nói chung là thôi. Chơi ác quá. Để anh em kiếm miếng đấy chứ. Anh em là KS được nhiều thì cứ sơi ấy mình thôi. Nhưng mà đang bị đổi cái gọi là cái cốt 30 hay sao ấy. Cứ vào rồi một tí là thoát. Sao chém tèo theo vậy này. Ôi ôi ôi. Đây này. Ngu gì ngu gì. Wow. 10 kill rồi anh em ạ. 10 kill rồi, chạy thôi. Chôm nè, thanh niên đã ghi được mình 1 kill. Quá hay. Nhân lúc mình đang yếu máu giờ mình không tự tử nữa, chơi ác quá. Để cho anh em kiếm miếng với chứ. Nên mình sẽ liên tục cập nhật danh sách. 22 là Chôm Rè và bạn Lộc Bốp hình như chém nhau hay sao ấy. Qua chung rùm là chung cái áo. Ok. Thì đây là lần thứ 3 mình test lại vì dính cái cốt 30 từ cái phần đầu video anh em ạ. Hơi đáng mề tập kích đấy. Không biết tại sao nhưng mà không. Cái đó không phải hack luôn đấy. Tại vì không có anh em nào trong cái ván đấu này hack cả. Cho nên mình hơi ấm đầu đau lòng cái vụ này. Chúng ta vẫn chơi cái luật cũ và lần này thì mình sẽ không chơi bom khói. À, không chơi bom nổ nữa, chúng ta sẽ chơi bom khói. Chúng ta chơi bom khói và không tự sát luôn. Chơi tự sát chơi mất dạy quá. Anh em đây còn anh em kiếm kiếm cạc và lại kiếm cái good code nữa chứ. Đúng luật nha anh em. Quát đi nào, quát thôi. Lần này thì mình chủ yếu là chém thôi, chém với lại lựu đạn khói để chạy các thanh niên chứ không có kiểu là chơi tự sát nhá. Ok, tại là vì mình thấy cái nó hơi nguy hiểm. Mình chơi ném. Ủa. Ngu thì chết. Không dính máu à, hay lắm. Ui, anh em không biết mình ở đâu cả. Chả biết đâu. Chém gì vậy? Chém tà lao à hả? Ui, sao chém tà lao vậy? F.A vì đã ghi mình 1 điểm. Còn thành thanh niên Huy thì đã chém sáng, coi như không tính. Ok. Còn rất là nhiều thanh niên đang chém sáng luôn. Cũng không tính luôn, đã bị loại. Chết. Mày chết luôn. À đâu rồi. Ôi vai, lại F.A của vị. Lại ghi thêm mình 1 kill nữa các bạn ạ. Vì hay quá. Không lại liếm mất cô đờ của anh em. Đây rồi chơi nào. Giờ này sau mấy lần bị lỗi cốt cô đơ thì mình sẽ lỗi cốt 30 ấy thì mình sẽ mất hết tinh thần rồi. Lại tiếp tục là Ví. Có phải Ví đang hack không? Mình rất là nghi vấn trong cái ván đấu này. Không anh em nào biết, chỉ có Ví thôi. Lần này thì mình sẽ cẩn thận hơn xưa. Mình đem thân như thanh niên khác chém vậy. À, đâu rồi, núp đâu cờ. Núp đâu rồi. Úi rồi. Chém nhau loạn xạ vậy. Cho anh em chém nhau loạn xạ luôn. Cứ tưởng là event chém sao thì phải. Ok, chúng ta vẫn tiếp tục trận đấu thôi. Mặc dù cho nhiều thanh niên phải ra đi vì cái tội chém ngu, chém sảng. Ôi, chết luôn, hay lắm. FAV vẫn dẫn đầu với 3 kill của giết mình. Tức nghĩa là coi như là phần thắng hơi nghiêng về anh rồi đấy. Nhưng mà mình sẽ tạo áp lực. Mình sẽ cho thanh niên khác vào đây sơi mình. Chơi này thì ví này. Ôi vai. Tui ông. Yeah. Chúc mừng bạn. Bạn đã ghi được 1 điểm. Và cơ hội hit code hoặc là cạc Viettel thì cạc tùy ý thì có lẽ là gần tới với bạn rồi. Lại nữa này, tụi ông này trả thù luôn. Béo bở. Ôi. Dao găm mà. Mấy thanh niên chơi ác quá. Ê, mày chết. Quá. Tôi sẽ chém hoài mà không mất máu ra. Chết luôn đi. Uầy vãi. Em đã gửi đây với mình 4 kill vào rồi. 4 kill như các bạn, 4 kill trong cái ván đấu mà chỉ có đè mình ra thôi thì chắc chắn anh ấy rất là lợi thế. Không biết đâu ra luôn đấy, mình rất là bất lợi, mình rất là bất ngờ với thanh niên FAV này. Thôi núp đi cho nó đẹp trời. Đâu rồi? Kìa. Ôi. Tiếp tục lấy chết cốt 30 các bạn ạ. Mình không hiểu tại sao luôn nhưng mà tất cả đi rank các kiểu để chết cốt 30 hết, mặc dù không có hack, không chịu chơi chém dao bình thường thôi. Không có, mình chả hiểu tại sao nữa. Nhưng mà VTC nên xem lại điều này. Và cái event lần này thì FAV đã chém mình 5 phát, coi như là sẽ giải thưởng sẽ thuộc về FAV. Và mà chả, cái này mình phải làm lại mới được chứ này không có phần để phân biệt được thắng thua. Cho nên mình sẽ hẹn các bạn lại một cái event lần sau. Chơi suốt một toàn bị đít không, một ván 3-4 lần. Ức chế vãi. Chẳng muốn nói gì hơn luôn. Mong VC sẽ theo lại này và fit lại sớm nhất có thể. Chứ lần này thì đi rank cũng chết mà đi bắn chơi cũng chết nữa. Tụt hết hạng người ta chứ bộ. Tiền bao nhiêu tiền mình nạp vào rồi. Thực ra thì nạp có ít thôi. Nói chung là mình cũng chả dư giả gì. Nhưng mà làm game cho nó đúng. Ok, xin chào. Mất hết khả hứng. Đang event online.